Hôm nay tôi đưa con vợ Mạnh Hoàng này từ ngoài Ôi đảo về với đất liền, được chưa? Rất tin tưởng vào tôi, khả năng mở thẻ của tôi. 36.000 tỷ đá một game trước, từ từ mình mở thẻ đi em ơi, mình có tên sự kiện tự nhiên vào đá một game là sao nhỉ? Thôi thì thôi nào. Thu21 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vậy hẹn thầy trưa mai nhé, cho em Ok. ra kèo ra hàng MU Ôi hai trời chục, ơi, ra cảm ơn Uni hai nít 21. à. Nào. Đưa luôn, thật sự luôn, về bờ từ những gói này luôn, về bờ từ những gói đầu tiên. Nguyên Đoàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Còn câu nào khác không thầy, hôm nào cũng ngày hôm nay tôi sẽ đưa con vợ A con vợ B về bờ mà toàn bờ vực. Sao? Sao? Được chưa? Mở thế được chưa? Mở những gói rác này được chưa? À, Balotelli này, này, Macano được chưa? Nào, mở thế được chưa? Cảm ơn Nguyên Tiền Đoàn. Cũng loại thực lực mà các bố cứ sợ GTA Beauty mạnh. Đúng. Nghèo thì chịu thôi. Ôi trời ơi. Ben cộng 5, 1 lít thầy. Nhận. Cảm ơn Nguyên Đoàn nói lên cái nỗi lòng của tôi thật. Thay tôi nói lên cái nỗi lòng của mình. Nào. Không thấy gì nope. Đúng, quái giác không thấy gì. Eldero rồi 115 nó cũng được rồi. 115 tôi nghĩ là ok đấy. Rồi chúng ta sẽ vào bắt đầu là đi gói chính dần dần thôi nhỉ. KPI ngày hôm nay là mình lựa chọn cái mức KPI nó hợp lý thôi. Nó vừa phải và nó hợp lý. Thì tôi nghĩ là mình nên lựa chọn mức KPI đó là khoảng 30.000. Đó, 30.000 nhờ, khoảng 30.000 thôi, tôi nghĩ là hợp lý đấy. 30.000 sẽ là một cái mốc mà tôi đánh giá là hợp lý. 30.000 tỷ ở những cái gói thẻ này tôi đánh giá là hợp lý. Thi đấu thôi. Rồi. Vừa sức tôi thấy 30.000 là một mức tạ có lẽ là tôi có thể lo được. Mức tạ này tôi có thể lo liệu được. Ôi trời ơi. 15k là ổn thầy à? Không, 30.000. Mbappé Henry nope. cộng 8. Trời ơi, cảm ơn Mạnh Hoàng nhá. Không phải lo, không phải lo. Tôi còn ngồi đây, tôi còn người ghế này, tôi còn lái con tàu này về cho Mạnh Hoàng. Nào, Hoàng ơi, tự tin lên, vui vẻ lên. Không có gì hết. Và anh CM L đúc. Đừng ra Rashford, đừng. Rashford vô đường thứ đừng. Dù câu con Rashford đâu. Phim vô đường thứ tôi đâu lại dù câu lại cái kịch bản ấy. Cảnh này thật quen thuộc. Trời ơi, cái cảnh này như buổi trước đây tôi vừa gặp rồi mà. Mẹ Rashford ở đâu? Thôi. Rashford ơi, anh ở đâu? 122 mà. Một đống tiền, ui, con mẹ 12.000 tỷ thơm thế, về bờ luôn. Foden. Ôi trời ơi. Ngày nào cũng 30 xong, 10 phút sau chúng ta có 8k làm tròn 10k. Không có. Nguyên Đoàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ý thầy là 30k một bát xôi ở OCP ơi. Còn 30bp thì có cái nhịt. Tít không suy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đúng rồi. Nhưng là không có thật mà. Nhưng mà bực thế. Mất ăn kìa. FA. Thôi xong. Fan cao. Tàn nope. máu thế này sao tàn máu nhờ. Fan cao rồi. Fan cao vô câu thì như là làm tí Chelsea được. Càng ngày càng xa, càng ngày KPI càng ngày càng đi xa dần rồi nhá. Càng ngày càng thấy nắng ấm xa dần rồi. Cho tôi một con quốc dân đi. Ôi trời ơi. Dân. May quá em không thích Rashford. Tây Ban Nha cái lá cờ này xấu nope. cực kỳ luôn ấy. Đấy cái Tây Ban Nha nó cực kỳ xấu mà Tây Ban Nha lại còn LB ở cái quán này thì xấu lắm luôn mà. 105, 102, có 102 đi trước này, 102 này. Không hy vọng thì có 102 là quán em mở cho nó vui thôi. Ờ, để đá cho nó mở cho nó vui thôi, không hy vọng nhiều quán này. Brazil, LW. Một chạy cánh LW của Brazil thì tôi nghĩ là không hy vọng nhiều. Lino. Ui, 120 luôn hả? Ui, Samuel Lino được 120 luôn đấy. Ui, con này thì cũng kiểu thợ phô đấy chứ, đá cái đấm như con này nhỉ. Chạy cũng nhanh đấy. Phôi này phải bù, phôi này 120, 117 tỷ làm sao mà bán được. Phôi này muốn mua phải bù. Đó. 103. Nào. Gói này, nếu mà gói này ra được khoảng 2-3 nghìn thì xong. 2-3 nghìn thì có đủ KPI. Rồi. Bồ, ra đúc. CB à.
PP rồi, PP làm gì còn ai nữa ngoài PP nhỉ? PP. Ôi giời ơi. Em đã mơ về một viễn cảnh nổ hũ mặt cười. Có đấy, Hoàng không phải mơ, Hoàng ấy, không phải mơ mộng được cái gì cả, nó sẽ về luôn. Nào, những cái đấy là gì phải mơ nhỉ? Falkland. Ủa, Falkland về bờ luôn. Nếu mà ra Falkland về bờ. Uruguay, Thôi xong rồi, biết rồi, vua bóng đá thì phải, vua bóng bánh Abedi Pele. Abedi Pele. KPI chết rồi, KPI mà 30.000 mà chưa đi được một nửa chặng đường mà gần hết gói rồi. Vào gói chính đi, từ nãy giờ ta mở gói chính mà. Lửa. Tây Ban Nha, CB. ST à? Torres à? Cọc vàng. Đang dọn rác ở đấy, đang mở mốc mà Torres sao nào? Ôi trời ơi, phải đồ Torres. LN8. Ui, không phải 60 tỷ hôm nay, lỡ Radford, lỡ Torres rồi kìa. Bùa CX5, trời ơi, Torres của tôi, 6.000 tỷ của tôi. Mình ngất luôn mà, bây giờ mà không mở ra con nào ngon là ngất luôn đây này. Thông tin giải đang ở đâu? Đang ở trong group Tabin Homie anh em nhá. Và đó là rồi. Anh ST CB rồi, xin phép đi đăng, đừng ra mò. Phép đi đăng, tóc đen. Đúng rồi. Ok. 4.8, 5.000. Quả này được rồi, tuyệt vời. MU làm nghe chụp Boston đi nhá. Làm nghe chụp vẫn nhớ kèo nhá. Làm nghe chụp. Tuyệt vời. Có kèo quạt gì thêm đâu dày. Bình cứ gửi là con chơi, à. Rồi, EBS. Bồ, ST. Anh Bảy ơi, xấu gì đâu anh Bảy ơi. Đây rồi, tôi bảo rồi mà. Về bờ, anh Bảy ơi. Anh Bảy đây rồi, chạy đâu. Học sinh môn thể dục đã donate chạy cho đâu? Tabi 55.555 đồng. Em ơi, đợt này có donate cho nhân dân ở chỗ nào không? Em cảm ơn anh. Cho anh gửi ít quà. Em làm tháng 11 anh ạ, em làm tháng 11 thôi. Tuyệt vời, CR7 ơi, tuyệt vời. Chưa tải đâu, cái gì mà chưa tải đâu, CR7 EBS này hay đến như thế. Rồi. Và đó là gói cuối. Ôi giời ơi. Gói cuối ITM thầy à? ITM đâu, ITM vừa mở gói kia là ra anh 7 làm gì nữa anh Hoàng ấy, không chả chịu theo dõi cái gì cả, đùa. Ngoài ra anh 7 phát này nữa thì trong con phẩm Mạnh Hoàng chắc là ra mất thật, không chịu được của Mạnh Hoàng này. Nào, thôi cho xin một quốc dân đi. Cho xin một quốc dân. Một quốc dân. Có gì được quốc dân? Hà Lan. Ôi trời ơi. Vũ C21 đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Thằng phản bội, vấn đề của mọi đội bóng, hồi pen, ích kỷ. Nất con mẹ. 30.000 thật. Ôi, 30.000 thật kìa. Ôi, trời ơi. 30.000 thật. Thằng nào chê bai thầy tôi viết đơn xin lỗi. Ui, 30.000 thật anh em ạ. Mở tiếp vậy nó mở 30.000. À. Ôi, tôi quên không chú Bảnh rồi. Donate cho Tabi 50.000. Quên không chú Bảnh rồi. Vãi cả trường. Ôi trời ơi. E đã mơ về viễn cảnh nổ hũ e bảo rồi mà. Ô ba mấy răng từ gói rác. Ô ba mấy răng từ gói rác lại là 1.000 nữa Mạnh Hoàng ơi. Lại là 1.000 mốt nữa. Con mẹ ông lên 30.000 thật. Ui, hôm nay 30.000 thật anh em ơi. Nổ rồi các cháu ơi, hôm nay 30.000, đúng 30.000 thật mà. Đó, tiếp tục nào. Hết rồi, không tiếp tục. Đó, tiếp tục nữa. Ui, Gulit CR7 luôn mà. Cờ lai vất, rồi dù ngoài. Anh em di chuyển đi nhé, nhầm kênh rồi. Cảm ơn anh em, và hôm nay tôi bảo tôi đưa Mạnh Hoàng về bờ là đưa. Bây giờ, thật sự luôn, bây giờ mới là phong độ mở thẻ tôi này. Chính xác bây giờ mới là thời điểm phong độ mở thẻ tôi. Quá tuyệt vời, một vòng sự kiện. Và đó là bao nhiêu tiền? 39.000 tỷ.
giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đêm huyền diệu. 39.000 tỷ, KPI có 30 mà nó lên tận 39.000. Không tin nổi. Uầy, Lino lại bị ảo giá anh em nhé. Lino lại còn đang bị ảo giá này. Nào con Lino còn đang bị ảo giá, không tính luôn nha, bỏ qua luôn. Ôi trời ơi. Adoma thầy á, có phải là hào quang của thầy lang tỏa qua bên em nên em mới mở được con Nesta đó, đó không đó vì đấy, em đúng là rồi. Có một em mở ra Nesta 9k tỷ. Ôi trời ơi. Anfen M U đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chạy đi các cháu ơi, nổ rồi, được đấy chứ. Một vòng sự kiện mà hàng ngày anh em người ta vẫn gửi cho tôi mở. Xin cảm ơn An rất nhiều. Những cái này ấy, mình không ăn mừng. Vì sao? Vì những cái công việc đã là những người ta đã gọi là công việc, không bao giờ người ta ăn mừng cả. Công việc mà mình, cái này là cái trách nhiệm mình phải làm. Đó, mình phải làm thôi. Giống như cái việc công đi học ấy, công cô thầy giáo giao bài tập về nhà, công làm được, công thực hiện xong công nộp cho thầy giáo. Chẳng có gì, những cái việc đó chẳng có gì phải ăn mừng à. Nó đơn giản thôi. Đó, nó đơn giản là như vậy. U rồi, 19.000, 20.000 của Mạnh Hoàng này. Ôi mê ơi. Chưa? Lúc tôi đặt KPI 30.000 thì công cái gì nhỉ? KPI 4.000, tôi 5.000, tôi sợ là 10.000 quá sức cái nọ kia. Đó, tôi làm cái 4.000 cho hiểu. Mấy con vợ nín luôn. Con mẹ nín luôn. Thế rồi. Anh em nào cũng như ôi rồi ôi. Alo, alo, sao xin tôi không vào được West cần thầy nhỉ? Định gửi 10-20 vòng mở cho nó đá mặt. Phập đi. Nào. Ôi trời ơi. Ông vua xịt pen đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đớp hết tiền của Epco luôn mà. Bình thường mà. Có nhu cầu gửi anh em nhé, có cũng nhu cầu gửi các cái thứ anh em cứ vào trong cái group của tôi. Anh em cứ vào group của tôi này thì sẽ có một cái đây sẽ có một cái link Zalo để anh em gửi. Đó. Sẽ có một cái link Zalo cho anh em gửi nhá. Đâu rồi? Để tôi chuyển sang cái này của tôi đã. Đây, anh em cứ vào trong cái Tabi Homie của mình sẽ có cái Zalo đây để anh em gửi quét và anh em gửi qua đây nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn những cái app nào mà anh em không gửi qua đây thì mình xin phép mình không chịu trách nhiệm. Đây, mình sẽ chỉnh những app qua đây. Ôi cho thầy đá một game được cây kênh rồi các con vợ ơi. Thầy bây giờ thầy phải di chuyển đi cứu người là Mạnh Hoàng ơi. Đó.